Gia Thanh và Ngọc Diệp xin kính chào quý khán thính giả của Đài Truyền hình Quê hương. Thưa quý vị, hôm nay là thứ năm ngày 26 tháng 4 năm 2012, nhằm ngày 6 tháng 4 âm lịch năm Nhâm Thìn. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin tức trong ngày của Đài Truyền hình Quê hương, mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Bà Michelle Obama và bà Ann Romney có ảnh hưởng hơn chồng. Bà Michelle Obama và bà Ann Romney được công chúng chấm điểm cao hơn phu quân của họ. Đó là theo cuộc thăm dò của ABC News và Washington Post. Bà Hillary có điểm cao hơn với thành tích từ 20 năm. Bà Clinton và bà Obama cùng được yêu mến hơn bà Romney. Thành phần không hậu thuẫn ba bà không chênh lệch nhiều. 24% với bà Obama, 27% với bà Clinton và 30% với bà Romney. Đệ nhất phu nhân Obama có tỷ lệ ủng hộ là 69%, không là cao nhất so với tháng 3 năm 2009 là 76%. Cuộc khảo sát của Langer Research Association thực hiện theo yêu cầu của ABC ghi nhận, tỷ lệ ủng hộ và không ủng hộ của bà Ann Romney là 40/30. Tỷ lệ cử tri không đánh giá bà Ann Romney là 30%, trong khi với bà Michelle Obama là 7%. Tuần qua, bà Ann Romney hơn phu quân 5 điểm. ABC và Post cũng ghi nhận tỷ lệ hậu thuẫn của ông Romney là thấp nhất với chuẩn ứng viên tổng thống kể từ năm 1984. Thưa quý vị, trong khi đó thì tỷ lệ ở cử tri ủng hộ và không ủng hộ của bà Clinton là 65/27. Vào thời gian này 4 năm trước, 54% không ủng hộ và 44% ủng hộ bà Hillary. Hậu thuẫn của bà Clinton tăng với vai trò ngoại trưởng là người đại diện các quyền lợi của Hoa Kỳ, không dự phần vào việc chính trị quốc nội. Phóng viên báo cáo bà Romney có hậu thuẫn mạnh với người trưởng thành tuổi trên 50 là 48%. Với cử tri dưới 40 tuổi, tỷ lệ ủng hộ bà Ann Romney là 31%. Sau đây là tin Bộ trưởng Napolitano tuyên bố vụ tai tiếng của mật vụ là không thể biện giải. Bộ trưởng Nội an Janet Napolitano xác nhận với Ủy ban Thượng viện rằng vụ tai tiếng tại Colombia có liên quan với 20 phụ nữ bản xứ và 12 quân nhân Hoa Kỳ là cô lập. Bà khẳng định cơ quan chịu trách nhiệm không nhận được khiếu nại nào từ 2 năm rưỡi. Bà cho biết, cuộc điều tra cũng xem xét lại thời gian trước vụ tai tiếng ở Cartagena. Bà Napolitano giải thích, hành vi như thế không là một phần trong cung cách làm việc của mật vụ. Chúng tôi bảo đảm duy trì các tiêu chuẩn, tuyển dụng và huấn luyện, và nếu cần thì siết chặt hơn. Bà khẳng định, Tổng Thanh tra sẽ làm việc điều tra toàn diện với mật vụ. Cùng ngày thứ Tư, viên chức Bạch Ốc xác nhận, ý kiến của Tổng thống Obama không thay đổi. Hôm thứ Ba, ông Obama tuyên bố, vài kẻ sai lầm không gây lạc hướng với mật vụ, tôi không biết họ nghĩ gì và đó là lý do họ không còn làm việc với mật vụ. Tiếp theo là tin về bầu cử. Tuần tới, Gingrich công bố ý định rút lui. Các phụ tá trong ban vận động tranh cử cho hay, tuần tới, cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich sẽ chính thức loan báo quyết định ngừng tranh đua và có thể công bố hậu thuẫn ứng viên Mitt Romney. Ông Gingrich đã họp các phụ tá sau cuộc sơ tuyển cùng ngày thứ Ba tại năm tiểu bang. Thắng lợi của ông Romney đã chỉ rõ sự tìm kiếm 1.144 đại biểu hậu thuẫn và bất khả với ông Gingrich. Sau khi cựu nghị sĩ Rick Santorum bỏ cuộc, thì hàng ngũ ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa chỉ còn lại ông Gingrich và ông Ron Paul thách thức cựu thống đốc Mitt Romney. Sáng thứ Tư, trong một buổi sinh hoạt tại North Carolina, ông Gingrich nói, rõ ràng ông Romney sẽ là ứng viên tổng thống của đảng, ám chỉ ông chuẩn bị rút lui. Ông Gingrich có cho biết, ông định tiếp tục kế hoạch vận động tại North Carolina, dự liệu kéo dài đến hết thứ Sáu tuần này. Quỹ dự trữ liên bang cho biết, kinh tế đang tăng tiến dần. Sau hai ngày họp thì Quỹ dự trữ liên bang là hệ thống ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ, mô tả hiện tình hình kinh tế là tăng trưởng ôn hòa và không định thay đổi chương trình kích cầu đang thực hành vào lúc này. Bản tuyên bố của Ủy ban Thị trường ghi rằng tăng trưởng kinh tế được tiên đoán tiếp tục với tốc độ ôn hòa trong thời gian tới. Lãi suất căn bản thấp kỷ lục được dự liệu sẽ tiếp tục cho đến hết năm 2014. Phóng viên báo cáo, chính thống đốc chi nhánh bỏ phiếu thuận cho bản tuyên bố kết thúc hội nghị. Riêng thống đốc Jeffrey Lacker của chi nhánh Richmond bỏ phiếu chống vì tin rằng không còn cần lãi suất thấp như hiện nay. Bản tuyên bố hôm thứ Tư ghi nhận, còn ảnh hưởng tiêu cực của các thị trường tài chính. Giá xăng dầu có thể tạo ra lạm phát trong khi thị trường địa ốc tiếp tục đình đốn. Phá vỡ âm mưu chuyển kỹ thuật tàng hình của Mỹ cho Trung Quốc.
một âm mưu quốc tế nhằm cung cấp cho Trung Quốc kỹ thuật được xếp vào hạng bảo mật cao vừa mới bị phá vỡ. Theo báo cáo của FBI trình cho tòa được công bố hôm 25 tháng 4, thì hai người Đài Loan bị bắt sau khi nói với nhân viên chìm của Mỹ rằng họ làm việc với Giao Liên thuộc tình báo Trung Quốc và muốn mua một chiếc phi cơ thám thính không người lái cùng kỹ thuật tàng hình liên hệ đến chiến đấu cơ F-22 Raptor. Âm mưu này bị khám phá trong cuộc điều tra trước đó về việc hai người này bị cho là liên quan đến một vụ buôn bán hàng giả trị giá hàng trăm triệu đô la, kể cả hoạt động mua bán chất ma túy crystal methamphetamine. Hu Shensheng, được biết với tên Charlie, 45 tuổi, và Huang Lingcheng, với tên Alice, 41 tuổi, bị truy tố tội vi phạm luật kiểm soát xuất cảng vũ khí Armed Export Control Act, cùng với tội liên quan đến ma túy. Với những tội danh này, họ có thể trực diện bản án tù chung thân. Theo hồ sơ của FBI, thì một người buôn lậu ma túy trung gian ở Hồng Kông đã vô tình dẫn nhân viên chìm đến gặp Shen và Chang. Hồi mùa hè năm 2011, hai người này thảo luận với nhân viên chìm về hoạt động buôn lậu ma túy, nhưng đến tháng 9 họ mới đề cập đến việc mua máy bay tàng hình phi cơ trinh sát E-2C Hawkeye và kỹ thuật tàng hình của chiếc F-22. Cuộc theo dõi kết thúc hồi tháng 2 năm 2012 khi nhân viên FBI gặp gỡ Shen và Chang để chung kết cuộc mặc cả quan trọng về ma túy, đồng thời cho phép hai người này chụp hình một số kỹ thuật bảo mật của quân đội Mỹ. Thẩm phán liên bang Paul Fishman nói, lệnh truy tố này cho thấy rõ vì sao chúng ta phải có hành động và những gì gặp nguy hiểm một khi an ninh ở các bến cảng của chúng ta bị xâm nhập vì bất cứ lý do nào. Thưa quý vị, chúng tôi xin phép tạm ngừng bản tin tức nơi đây và sẽ trở lại với quý vị sau phần quảng cáo thương mại. Tiệm đồng hồ Tấn Phát trong khu Grand Century, nơi mua bán và sửa chữa các loại đồng hồ Thụy Sĩ, Nhật Bản, từ bình dân đến những hiệu danh tiếng sang trọng. Tiệm đồng hồ Tấn Phát mua vào trả giá cao, bán ra có giá hạ, sửa chữa có bảo đảm với thợ kinh nghiệm lành nghề. Tiệm đồng hồ Tấn Phát làm việc uy tín, thành thật và giá cả luôn phải chăng. Tiệm đồng hồ Tấn Phát mở cửa 6 ngày trong tuần, nghỉ ngày thứ tư. Tiệm đồng hồ Tấn Phát, địa chỉ 1111 Story Road, Suite 1053, San Jose, trong khu Grand Century, điện thoại 408-279-8828, 279-8828. Xin giới thiệu cùng quý đồng hương, anh Nguyễn Hữu Nghĩa, cựu chiến binh Hoa Kỳ từng phục vụ 2 nhiệm kỳ tại chiến trường Iraq, cựu hội trưởng sinh viên Việt Nam trường Đại học San Jose State năm 2008, tốt nghiệp cử nhân đại học về ngành thương mại tài chính. Anh Nguyễn Hữu Nghĩa hiện là đại diện cho công ty bảo hiểm New York Life, chuyên lo về bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm săn sóc tàn phế, để dành tiền hưu trí, để dành tiền học cho con em, kế hoạch truyền thừa tài sản v.v. Cùng với nhiệt tình, kinh nghiệm và kiến thức, anh Nguyễn Hữu Nghĩa luôn đặt quyền lợi của thân chủ lên cao nhất và rất hân hạnh để được bàn thảo chi tiết cùng quý vị tất cả những chương trình bảo hiểm của công ty danh tiếng New York Life. Liên lạc với anh Nguyễn Hữu Nghĩa xin gọi 408-821-9330, 408-821-9330. Người Việt Nam ai cũng thích, cũng chuộng hiệu xe Honda. Trẻ thì thích Civic, có gia đình thì chọn Accord, nhà đông người thường mua Van Odyssey, và ai thích thể thao thì thường đi xe Pilot. Xe Honda kiểu đẹp, máy bền, không hư lặt vặt, và nhất là ít hao xăng, khi cần bán lại thì giữ giá vẫn cao. Ở Bắc Cali, mua xe Honda mời quý vị đến với Anderson Honda,
dealer lớn luôn có nhiều xe và special deal cho khách hàng Việt Nam. Ngoài các kiểu xe đời mới nhất của Honda, Anderson Honda cũng luôn có cả trăm chiếc used car với những hiệu nổi tiếng như Toyota, Acura, Lexus, Mercedes, BMW, v.v. Anderson Honda có 3 Fleet Manager Việt Nam là các anh Johnny Võ 408-439-2005, 439-2005, Hiệp Vũ 408-771-6467, 771-6467 và Châu Lộc Trần 408-483-1878, 483-1878 luôn chờ đón để được phục vụ khách hàng Việt Nam. Anderson Honda địa chỉ 1766 East Embarcadero Road, thành phố Palo Alto, gần Freeway 101. Một lần nữa, muốn mua xe Honda, xin mời đến Anderson Honda tìm gặp các anh Johnny Võ 408-439-2005, Hiệp Vũ 408-771-6467 và Châu Lộc Trần 408-483-1878, 483-1878. Honda, hiệu xe ưa thích của mọi gia đình Việt Nam. Khai trương, nhà hàng Long An khai trương trong khu Paloma trên đường Silver Creek, góc Lexington, cạnh chợ Target. Nhà hàng Long An ấm cúng thanh lịch, cả trăm món ăn ngon, có đầy đủ các loại cơm tấm, phở bò, phở gà, phở áp chảo, bún bò Huế, bún mắm, bánh hỏi, bánh bèo, bánh bột lọc, không thiếu thứ gì. Món nào cũng ngon thơm đúng hương vị quê hương. Trong dịp khai trương, phở bò, bún bò Huế hoặc cơm tấm sườn nướng chỉ có 5.95 đồng mà thôi. Nhà hàng Long An cũng đã bớt 20% cho các loại cơm tấm bì chả, cơm tấm gà nướng, cơm tấm sườn nướng, cơm tấm bò nướng hành hương, cơm tấm nem nướng, cơm tấm gà roti. Các món chay cũng bớt 20%, bún bò Huế chay, phở chay, hủ tiếu chay, mì chay, chả giò chay, bò bía chay, bún chả giò chay, cơm xào chay và nhiều món chay thơm ngon khác. Quý vị kiêng thịt ngày thứ 6, xin mời đến nhà hàng Long An để thưởng thức món cá chim chiên, rất thơm, rất ngon và rất giòn. Nhà hàng Long An địa chỉ 3005 Silver Creek Road, suite 112 San Jose, góc đường Lexington, cạnh bên Target, điện thoại 408-223-9288, 223-9288. Nhà hàng Long An mở cửa 7 ngày trong tuần từ 9 giờ sáng tới 12 giờ khuya và số điện thoại là 408-223-9288. Quỳnh Anh Legal Services Center phục vụ Đồng Hương trên 32 năm với các dịch vụ hôn thú, khai sanh, ly dị, đổi tên sang tên nhà đất, will, living trust, lập công ty, hồ sơ bảo lãnh 99 đồng, ly dị không ra tòa 299 đồng, chuyển nhượng thẻ xanh ở lại Mỹ 175 đồng, xin passport Việt Nam 99 đồng, passport Mỹ 75 đồng, công hàm độc thân 50 tiểu bang 99 đồng, hôn thú một ngày về Việt Nam, xin visa cho đủ các diện, xin tiền SSI, GA, Cowork, tiền chăm sóc người già, Medicare, Medicare, trợ cấp, nhà cửa, điện nước, electronic fire refund 24 tiếng 50 đồng, 401k rollover free cộng 10% bonus. Văn phòng Quỳnh Anh Legal Services Center, địa chỉ 471 East Julian Street, San Jose, điện thoại 408-687-2878, 408-687-2878. Vinacargo nhận chuyển hàng về Việt Nam với giá chỉ có 2.99 đồng một pound, giao tận nhà tại Việt Nam nếu gửi express trong 3 ngày là tới. Vinacargo có bán các loại cell phone phổ thông và rất hot tại Việt Nam hiện nay, iPhone, BlackBerry. Chúng tôi cũng unlock tức giải mã các loại phone của AT&T và T-Mobile để dùng được ở Việt Nam. Vinacargo có giá bảo đảm hạ hơn bất cứ nơi nào trong toàn vùng Bay. Vinacargo địa chỉ 2955 Center Road, suite 60 San Jose, trong khu bánh cuốn Thanh Trì và đầu hũ Vĩnh Khang. Điện thoại 408-227-5150. Vinacargo 408-227-5150. Phân ưu, chúng tôi vô cùng thương tiếc khi nhận được tin buồn hiền thê của ông Dương Công Thái là bà Đoàn Hồng Hạnh vừa từ trần tại San Jose ngày 18 tháng 4 năm 2012, hưởng thọ 64 tuổi. Và sau đó, tin buồn thân mẫu của bà Đoàn Hồng Hạnh là cụ quả phụ Đoàn Văn Hường, nhũ danh Trương Thị Ba, cũng qua đời tại San Jose ngày 23 tháng 4 năm 2012, hưởng thọ 88 tuổi. Xin thành thật chia buồn cùng ông Dương Công Thái và toàn thể tang quyến. Nguyện cầu hương linh những người quá cố sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc. Thành kính phân ưu, gia đình Nguyễn Hữu Tình, gia đình Nguyễn Thị Ba, gia đình Trần Thị Thoa, gia đình Lê Văn Nhã, gia đình Trần Thị Thuần, gia đình Đồng Minh Vương, tức Mười Thủy, đồng thành kính phân ưu. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của truyền hình quê hương. Và bây giờ xin mời quý vị trở lại với bản tin tức của chúng tôi qua phần tin thế giới.
cựu thủ tướng Ukraine tuyệt thực trong tù. Cựu thủ tướng Ukraine là bà Yulia Tymoshenko tuyệt thực trong tù sau khi tố cáo bị cai tù đánh đập. Luật sư của bà đã cho hay hôm thứ Ba như vậy. Hôm thứ Sáu tuần qua, bà Tymoshenko, người đang bị chứng đau cột sống trầm trọng và cần phải được điều trị, được đưa vào một bệnh viện ở thành phố Kharkiv, nơi đặt nhà giam của bà, nhưng trở lại tù chỉ sau một ngày vì không chịu chữa trị. Luật sư của Tymoshenko là ông Serhiy Lasenko cho hay giới chức nhà tù đá vào bụng bà Tymoshenko khi cưỡng bách bà tới bệnh viện. Bà Tymoshenko từ chối việc điều trị tại bệnh viện Kharkiv vì không tin các bác sĩ do chính quyền chỉ định. Khi các giới chức nhà tù vào trong phòng giam thì bà Tymoshenko sợ hãi và kháng cự. Luật sư Vlashenko cho biết thêm là bà bị đánh bất tỉnh và hiện còn vết bầm tím ở bụng. Bà Tymoshenko, 51 tuổi, là lãnh tụ phía đối lập của Ukraine và bị bản án 7 năm tù về tội phạm quyền trong cuộc thương thảo mua khí đốt với Nga. Các quốc gia Tây Phương mạnh mẽ phản đối bản án này, coi đây là một biện pháp trả thù chính trị và đe dọa sẽ ngừng các cộng tác với Ukraine. Pakistan phóng thử nghiệm phi đạn để phô trương sức mạnh quân sự. Quân đội Pakistan cho hay đã thành công sau khi phóng thử nghiệm phi đạn nâng cấp Shaheen-1 vừa qua. Shaheen-1 đã được nâng cấp và có thể đánh trúng các mục tiêu tại Ấn Độ bằng vũ khí hạt nhân. Phiên bản tiên tiến hơn này được coi có tầm bắn xa hơn nữa. Vụ thử nghiệm phi đạn diễn ra chưa đầy một tuần lễ sau khi Ấn Độ tuyên bố đã bắn thử thành công một phi đạn mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân xa tới tận Bắc Kinh. Các giới chức Ấn Độ nói rằng vụ phóng thử cho thấy họ đã gia nhập hàng ngũ các cường quốc phi đạn của thế giới. Hỏa tiễn Agni V của Ấn Độ có tầm bắn 5.000 km và đã được mô tả là một bước tiến vĩ đại trong khả năng chiến lược của Ấn Độ, có thể mang đầu đạn hạt nhân xa tới tận thủ đô của Trung Quốc cũng như thành phố Thượng Hải. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phản ứng trước vụ phóng thử nghiệm phi đạn của Ấn Độ với lời cảnh cáo riêng của họ rằng Ấn Độ không có cơ may nào trong một cuộc chạy đua vũ khí toàn diện với Trung Quốc, trong tương lai có thể tính được. Nhà phân tích quốc phòng Ấn Độ Kapil Khat đã nói rằng Ấn Độ dường như ngày càng lo ngại hơn về sự hợp tác giữa Trung Quốc và Pakistan, có thể nhắm vào Ấn Độ và nếu xảy ra thì Ấn Độ phải chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó với một cuộc chiến có hai mặt trận. Ấn Độ đã thử nghiệm hệ thống phòng thủ phi đạn đạo của họ từ năm 2006. Nếu hệ thống này khả thi thì Ấn Độ có thể trở thành một trong các quốc gia hiếm hoi được trang bị một mạng lưới chống phi đạn hữu hiệu. Ấn Độ và Pakistan đã đối đầu nhau trong ba cuộc chiến từ khi giành được độc lập từ tay Anh quốc hồi năm 1947. Thưa quý vị, tiếp theo là tin con trai ông Bạc Hy Lai lên tiếng. Con trai của chính khách Trung Quốc bị thất sủng, Bạc Hy Lai đã lên tiếng tự bênh vực chống những lời tố cáo cho rằng việc anh ra ngoại quốc du học và lối sống được mô tả là xa hoa của anh đã được tài trợ bằng tiền tham nhũng của gia đình. Trong một tuyên bố đăng trên tờ báo sinh viên Harvard Crimson, anh Bạc Khoa Khoa nói rằng tiền học và chi phí sinh hoạt của anh tại trường Harvard tại Hoa Kỳ và Đại học Oxford bên Anh Quốc đã được tài trợ bằng những học bổng mà anh xin được một cách chính đáng và tiền dành dụm của cha mẹ anh. Bạc Khoa Khoa cũng bác bỏ tin tức của giới truyền thông nói rằng anh đã lái chiếc xe Ferrari màu đỏ đến đón con gái của ông John Huntsman là cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh trong một buổi hẹn hò đi ăn tối. Bà Qua Qua khẳng định anh chưa từng lái xe Ferrari và rằng anh chưa đến đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh từ năm 1998 tới nay. Cha anh là ông Bạc Hy Lai đã bị tước tất cả chức vụ trong Đảng Cộng sản về các cáo trạng vi phạm kỷ luật đảng, trong khi mẹ anh là bà Cốc Khai Lai đang bị điều tra về tội đã giết một doanh nhân người Anh quốc. Trong tuyên bố của anh, bà Qua Qua không bình luận gì về những khó khăn của cha mẹ, nhưng nói rằng anh cảm thấy bị buộc phải hồi đáp một số tin đồn đời tư của mình. Standard & Poor's hạ thấp triển vọng Ấn Độ xuống mức tiêu cực. Công ty Standard & Poor's đã hạ thấp triển vọng thứ hạng tín dụng của Ấn Độ từ ổn định xuống tới tiêu cực, viện dẫn sự chậm lại của tăng trưởng kinh tế và đã gia tăng của thâm hụt ngân sách. Công ty xếp hạng tín dụng này duy trì thứ hạng tín dụng của Ấn Độ ở mức Triple B là hạng đầu tư thấp nhất.
nhưng họ nói rằng Ấn Độ có xác suất 1/3 sẽ bị tụt hạng nếu triển vọng tăng cường bị sút giảm hoặc tiến bộ về cải cách tài chính tiếp tục chậm chạp dưới sự lãnh đạo chính trị không đủ mạnh. Tuần trước thì Ngân hàng Trung ương Ấn Độ đã giảm lãi suất lần đầu tiên trong vòng 3 năm sau khi tăng trưởng của năm 2011 bị xuống thấp hơn 7% so với tỷ lệ gần 9% của năm 2010, thưa quý vị. Thâm hụt tài khoá của Ấn Độ tăng mạnh tới 5,9% GDP trong năm tài khoá kết thúc vào tháng 3, cao hơn nhiều so với chi tiêu của chính phủ là 4,6%. Sự gia tăng này phát sinh từ việc lương thực tăng giá, chi phí trợ giá nhiên liệu gia tăng và chính phủ chi tiêu nhiều hơn cho các chương trình phúc lợi xã hội ở nông thôn. Bộ trưởng Tài chánh Ấn Độ là Pranath Mukherjee tìm cách trấn an các nhà đầu tư về vụ S&P hạ thấp thứ hạng và nói rằng chính phủ sẽ khắc phục những khó khăn này. Nền kinh tế lớn hàng thứ ba ở Á Châu này đang trực vật đối với vấn đề lạm phát cao vì sự gia tăng của giá lương thực và nhiên liệu. Nhật và Mỹ hoãn lại việc loan báo về kế hoạch tái bố trí binh sĩ ở Okinawa. Ba nhà lập pháp hàng đầu của Mỹ đã bày tỏ quan tâm về một thỏa thuận nhằm tổ chức lại các lực lượng Mỹ trên đảo Okinawa của Nhật Bản mà họ nói là sắp sửa được thực hiện. Các nhà lập pháp cho biết trong một tuyên bố chính thức rằng Hoa Thịnh Đốn và Tokyo dự trù sẽ loan báo thỏa thuận này, nhưng truyền thông Nhật Bản nói rằng loan báo đã bị hoãn lại. Hoa Kỳ và Nhật Bản hy vọng đúc kết một kế hoạch bị trì hoãn đã lâu nhằm rời một căn cứ quân sự chiến lược của Mỹ tới một địa điểm dân cư thưa thớt hơn trên đảo Okinawa vì dân chúng địa phương than phiền về tiếng ồn, ô nhiễm và tội phạm. Nhưng trong thông báo đưa ra hôm thứ Ba thì các thượng nghị sĩ Jim Webb, John McCain và Carl Levin đã nói rằng không thỏa thuận nào được xem là chung cuộc nếu chưa có sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ. Họ cho biết họ lo ngại về chi phí và ảnh hưởng chiến lược của kế hoạch di dời này. Sau đây là phần tin thời tiết. Tại khu vực San Francisco, hôm nay trời có mây che từng phần, nhiệt độ cao 58 độ, gió Tây từ 10 đến 20 dặm một giờ. Đêm nay trời quang đãng, nhiệt độ thấp 49 độ, gió Tây Bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Ngày mai trời nắng ráo, nhiệt độ cao 62 độ, về đêm nhiệt độ thấp 53 độ, mà trời mọc lúc 6 giờ 16 phút sáng và lặn lúc 7 giờ 55 phút chiều. Tại khu vực Oakland, hôm nay trời có mây che từng phần, nhiệt độ cao 60 độ, gió Tây từ 10 đến 20 dặm một giờ. Đêm nay trời quang đãng, nhiệt độ thấp 47 độ, gió Tây Bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Ngày mai trời nhiều mây, nhiệt độ cao 61 độ, về đêm nhiệt độ thấp 48 độ, mặt trời mọc lúc 6 giờ 16 phút sáng và sẽ lặn lúc 7 giờ 55 phút chiều. Còn tại khu vực San Jose thì thưa quý vị, hôm nay trời có mây che từng phần, nhiệt độ cao 64 độ, gió Tây, Tây Nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Đêm nay trời ít mây, nhiệt độ thấp 47 độ, gió Bắc, Tây Bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Ngày mai trời nắng ráo, nhiệt độ cao 69 độ, về đêm nhiệt độ thấp 51 độ, mà trời mọc lúc 6 giờ 16 phút sáng và lặn lúc 7 giờ 53 phút chiều. Gia Thanh và Ngọc Diệp vừa gửi đến quý vị bản tin tức trong ngày của Đài Truyền hình Quê Hương. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin kế tiếp của chúng tôi.